Xin chào bà con, thì trong phần video tiếp theo này, Nữ Anh Ca đầu sẽ giới thiệu với bà con cái dòng chải cước Thái. Hàng cước Thái này là hàng cước Thái hàng thừa 7 màu. Dòng chải này sẽ mang lại cho bà con cái cảm giác cũng như là cho người chơi một cái sức hút rất là thoải mái, cũng như là một cái sự tự tin rất là lớn. Tại khi bà con quăng thì mỗi một lần quăng thì dòng chải này nó sẽ bung ra hết, và phụ thuộc vào từng cái độ sức khỏe của bà con, hoặc là do cái cách quăng của bà con, do cái lực quăng của bà con, nó vung ra mạnh hay vung ra ít, hoặc vung ra xa hay vung ra gần, là toàn bộ là do lực của bà con tác động vào. Thì thưa bà con, cái dòng chải này nó rất là đa dạng về chiều cao. Nó có từ 4 mét đổ lên cho bà con, có 4 mét, 5 mét và thậm chí là 6 mét. Thì toàn bộ hàng này là làm hàng thừa theo yêu cầu. Ví dụ như bà con đang xem trên màn hình đây, là cái chiếc chải màu trắng này là làm thừa theo yêu cầu là cao 6 mét. Và toàn bộ dòng chải này thì bà con thấy rồi, nó sẽ tăng cân, tăng ký lên theo cái từng cái chiều cao của cái dòng chải này. Ví dụ như cái dòng chải này cao 5 mét như bà con đang xem, thì nó dao động khoảng tầm từ 8 cân cho đến 8 cân rưỡi. Còn nâu dòng chải mà cao 4 mét thì nó dao động nặng khoảng tầm là 7 cân cho đến 7 cân rưỡi. Như vậy nó sẽ phù hợp với sức chơi của người Việt Nam cũng như là anh em chúng ta ở Việt Nam mình. Và tiếp theo nữa là cái dòng chải này nó sẽ có những cái màu sắc cho bà con lựa chọn như thế này. Đấy, tất cả ở đây nó là phôi lưới, chất lưới của nó rất là xịn cho bà con. Và nhìn cái chất cước ở đây nó rất là trong, nhìn nó rất là trong và sáng, rất là mịn. Thì cái dòng chải này thì với sự tính toán rất là kỹ lưỡng, thì những cái dòng, những cái cửa chải cũng như là những cái túi chải sẽ được cân đối làm sao cho nó phù hợp, để khi lên một cái dòng chải này làm sao cho quăng nó mở bung và mở rộng nhất có thể cho bà con. Đấy, và sự chịu sự lực tải của mỗi một lần quăng. Thưa bà con, thì dòng chải này nó có mắt lưới là 4 phân bà con ạ. 4 phân thì nó sẽ phụ thuộc vào cái yêu cầu cũng như là về cái thông số của cái dòng chải. Thì chân ở đây nó sẽ là chân xích bà con nhé. Chân xích này là chân xích cúc áo. Thì cái xích cúc áo này mắt rất là cái mắt khuyên của nó rất là bé, và nó rất là ôm khít cái chân xích, để khi bà con quăng là không bao giờ sợ bị nó bung, hay sợ bị bật, hay sâu, không sợ bị vướng. Thưa bà con, nói về cái dòng chải này thì nó rất là đa dạng đấy. Và cuối cùng chốt hạ một câu là dòng chải này nó đảm bảo cho bà con quăng một cách sung sướng nhất có thể, quăng cái độ bung, độ tròn, độ tỏa của nó cao nhất đấy. Và tất cả ở đây nó là sự ưu ái nhất có thể cho bà con một cái dòng chải này. Thì dòng chải này cái dây dòng của nó là dây dòng dài từ 10 cho đến 15 mét, và mỗi chân đầu cái dòng chải này sẽ có một cái linh chống xoay, chống xoắn bằng đồng nha bà con, bằng đồng đúc nguyên chất, nguyên khối của nó. Đấy, bà con thấy này, đồng đúc nguyên chất, nguyên khối, khi bà con quăng không mà sợ bị xoắn cái chải. Và đầu thừa cho bà con những cái dây dòng cũng như là tất cả những cái vết buộc hoặc những vết lối một cách toàn diện và đẹp đẽ nhất có thể. Thì nếu như bà con cần cái cảm giác cũng như cần sự trải nghiệm của dòng chải này, thì mời bà con đến với Nữ Anh Ca đầu để được trải nghiệm những cái dòng chải cước Thái 7 màu này xịn nhất hiện nay, để giúp cho bà con sắm và mua được những cái dòng chải ưng ý nhất. A Đầu sẽ cam kết chất lượng cho bà con và được xem hàng trước khi thanh toán tiền, để A Đầu cam kết và bao hàng cho bà con. Mọi liên kết bà con có thể liên hệ với A Đầu. Xin cảm ơn.